Phạm Như Phương tự tin tái xuất bên bạn trai Việt Kiều sau loạt drama gây tranh cãi. Nữ TikToker khoe vẻ ngoài ngọt ngào, thùy mị, thậm chí thăng hạng vượt bậc hơn so với trước, thu hút nhiều sự chú ý từ dân mạng. Phạm Như Phương, cựu vận động viên thể dục dụng cụ với biệt danh Louis Phạm, từng là cái tên gây sốt trong làng TikTok Việt Nam không chỉ bởi sự nghiệp mà còn bởi những thị phi xoay quanh mình. Sau khi từ bỏ thể thao đỉnh cao và chuyển hướng trở thành TikToker, cô liên tục vướng vào các vụ việc gây tranh cãi, khiến cộng đồng mạng không ít lần dậy sóng. Trong số những drama nổi bật, Phạm Như Phương đã phải công khai xin lỗi hai lần. Lần đầu là khi cô đăng tải hình ảnh bị cho là phản cảm, đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Lần thứ hai liên quan đến việc cô bị cáo buộc phong bạt số tiền từ thiện trong đợt bão lũ khi bị cho là lợi dụng nỗi đau của người dân để làm màu và tăng sự nổi tiếng cá nhân. Sau vụ việc đó, cô đã quyết định tạm lánh xa mạng xã hội, không đăng tải gì thêm trong suốt một tháng. Tuy nhiên, gần đây, Phạm Như Phương đã xuất hiện trở lại với hình ảnh tự tin và ngọt ngào bên bạn trai Việt Kiều, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trên Insta cá nhân, nữ TikToker bắt đầu chia sẻ thường xuyên hơn về cuộc sống thường ngày và những khoảnh khắc bên bạn trai. Đáng chú ý, Louis Phạm còn thay đổi phong cách, từ bỏ mái tóc dài quen thuộc và cắt kiểu tóc ngắn đầy mới mẻ. Những hình ảnh gần đây cho thấy vẻ ngoài tươi tắn và rạng rỡ của cô nàng sau loạt thị phi. Điểm nhấn rất tây này dường như cũng được con gái nhỏ nhà MC Quyền Linh ưu ái thêm vào danh sách stylist. Hà Sẻ luôn chọn gu biến hóa đa dạng, thiên về cá tính. Trong đoạn clip hai con gái của Quyền Linh nhảy nhót gần nhất, diện mạo Hạt Sẻ bất ngờ gây bão mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước nhan sắc hiện tại lẫn phong cách của con gái thứ Quyền Linh vì ngày càng thăng hạng. Trong clip, Hạt Sẻ diện áo yếm đen kết hợp cùng áo khoác lông màu be. Bên dưới, con gái MC Quốc Dân mặc thêm váy da beo chuẩn kiểu dáng Y2K đang thịnh hành. Cư dân mạng cho biết gương mặt của con gái Quyền Linh có sự thay đổi lớn nhờ vào việc thay đổi tông trang điểm lẫn cách ăn mặc. Ở tuổi 16, Hạt Sẻ nhìn quyến rũ hơn cả chị lọ lem, vì cô bé chọn kiểu ăn mặc có phần kiệm vải cùng tông màu tối. Trong những năm gần đây, hai cô con gái lọ lem và Hạt Sẻ của nghệ sĩ Quyền Linh và vợ đang là những nhân vật được nhiều khán giả quan tâm bởi sắc vóc ngày càng sắc sảo mà theo thời gian. Về Louis Phạm, dù hoạt động trên Insta khá sôi nổi, nhưng trên TikTok, nền tảng mà cô từng nổi bật, Phạm Như Phương vẫn chưa cập nhật thêm bất cứ điều gì kể từ sau lời xin lỗi cuối cùng. Cộng đồng mạng nhiều lần có fan khó hiểu với chuỗi hành động của cựu vận động viên. Ai cũng nhận ra Louis Phạm có thói quen đăng story rồi lại xóa. Giống như việc được bạn trai cầu hôn, Louis Phạm lên tiếng đính chính nhưng lại nhanh chóng bị xóa đi. Sự im ắng này trên TikTok càng làm cho lần trở lại của cô trên Insta trở nên đặc biệt hơn, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về bước tiếp theo trong hành trình của cô. Louis Phạm, Phạm Như Phương, là một nữ vận động viên sinh năm 2003 của bộ môn thể dục dụng cụ. Cô nàng từng mang về cho đội tuyển Việt Nam nhiều thành tích thi đấu cả trong nước lẫn thế giới. Vào năm 2023, Louis Phạm vướng phải ồn ào với ban huấn luyện và tuyên bố giải nghệ. Hiện tại cô nàng hoạt động dưới tư cách là KOL trên mạng xã hội.